Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách tải cái con game Kawin về trên chiếc điện thoại iPhone của anh em. Thì ở đây thì có khá nhiều anh em cũng thắc mắc, cũng như là khá nhiều anh em là muốn mình hướng dẫn cách tải cái con game Kawin này về trên iPhone đúng không? Thì ở trên Android thì nó dễ hơn, là chúng ta chỉ việc đó là gì? Tải cái tệp APK, sau đó là chúng ta làm gì ạ? Chúng ta cài đặt bình thường thôi, nó thao tác nó rất là nhanh và dễ. Nhưng mà trên iPhone thì nó sẽ khác một chút so với ở trên Android, đó là chúng ta sẽ không thể cài qua cái tệp APK được nhá. Chúng ta sẽ không thể. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em này. Thì đầu tiên là khi mà anh em vào trong ở dưới cái phần mô tả video ấy, thì anh em sẽ nhìn thấy là gì? Khi click vào cái tiêu đề nhá thì nó sẽ hiện ra cái phần mô tả, thì anh em sẽ nhìn thấy đó là một cái, đó chính là gì ạ? Chính là cái đường link tải. Thì sau đó chúng ta click vào đây. Sau khi chúng ta click vào cái đường link tải thì anh em sẽ bấm vào chữ là Safari cho mình. Đây, và đây là cái giao diện của nó sẽ chuyển qua cái giao diện của cái trang tải con Kawin 68 và cái tên đầy đủ của nó nhá. Ở đây thì rất nhiều anh em chưa biết tên đầy đủ của con game Kawin là gì. Con game Kawin nó là một tên gọi tắt, còn tên đầy đủ của nó là Kawin68.club anh em nhá. Kawin68.club. Okay, dạ. Đây, và ở đây thì nó có rất nhiều những cái game nó giới thiệu này, và giới thiệu cả phần cái gì kiếm tiền từ việc chia sẻ cơ. Thế sau đó thì anh em sẽ bấm vào cái chữ tải xuống ngay cho mình. Ok chưa? Và bây giờ thì nó đang yêu cầu mình đó là cài đặt, thì mình bấm cho phép thôi. Đóng này. Bấm cho phép này. Đấy. Thì nó sẽ chuyển sang cái phần cài đặt ở trên điện thoại. Thì nó, chúng ta ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy là cấu hình đã tải về này. Chúng ta bấm cài đặt bình thường thôi, bấm vào cài đặt bình thường. Sau đó thì nhập mật khẩu của iPhone của anh em, bấm cài đặt này. Đấy. Sau đó nó chuyển về bên này đúng không ạ? Chuyển về trang web này, chúng ta bấm cho phép. Đóng. Tiếp tục ấn cho phép một lần nữa. Ok. Tiếp tục cho phép. Đây, và lần này nó sẽ tải về đây, bấm cài đặt và mình sẽ nhập mật khẩu lần 2 nhé. Và bấm cài đặt, tin cậy. Được chưa? Đó, thì như thế này thì nó bắt đầu cài xong rồi. Thì mình bắt đầu bấm xong này. Thì bây giờ mình sẽ đợi nó sang bên này nhá. Và đây, khi mà nó chuyển sang chữ đang tải xuống này, thì anh em bấm cho phép cho mình. Bấm cho phép cho mình. Bây giờ là công việc của chúng ta là chỉ ngồi chờ thôi. Và khi nó báo cái chữ là mở trên màn hình nhá, thì lúc này anh em sẽ không ấn gì nữa, mà anh em sẽ quay trở lại màn hình chính. Sau đó anh em, đây anh em quay về cái chỗ là ứng dụng đã thêm gần đây ấy. Đấy, thì nó sẽ có này, anh em thấy không? Đấy, nó sẽ có cái ứng dụng đã thêm gần đây vào này. Thì mình chỉ việc mở ra thôi. Đấy, thì nó mở ra thì nó yêu cầu là muốn gửi thông báo hay không, thì mình ấn cho phép. Rồi, anh em chờ chút nha. Anh em chờ nó lát tí, ok. Cho phép dán nhé, sau đó là anh em cho phép dán cho mình nha. Ở ngoài hơi ồn tí anh em ạ. Đấy, thì ở đây thì anh em có thể là đăng nhập lại tài khoản của anh em mới, của anh em bằng tài khoản của anh em trên bấm vào điện thoại. Còn nếu như anh em muốn chơi qua Facebook thì em click Facebook thôi. Còn nếu như anh em mà muốn tạo một cái tài khoản sau thì anh em bấm vào chơi nhanh cho mình. Chúc bạn chơi đây. Và khi mà anh em liên kết số điện thoại thành công thì anh em sẽ nhận được là 6.868 đồng. Ok chưa? Đấy. Và đây có rất nhiều những cái sự kiện các thứ này. Thì sau khi anh em bấm vào phần chơi nhanh ấy, thì anh em sẽ click vào trong cái phần đại diện này. Ở đây thì nó có các phần sửa đổi số tài khoản các thứ ấy. Thì là cái đầu tiên đó là anh em sẽ bấm vào, anh em nhìn thấy cái dòng thứ ba không, thì anh em sẽ bấm vào phần liên kết cho mình. Liên kết ở đây là liên kết số điện thoại, và sau đó anh em tạo một cái mật khẩu nhá, và nhận mã xác nhận để anh em khi mà anh em có thể là gì, tránh mất tài khoản. Và cái thứ hai đó là anh em sẽ vào phần đổi thưởng cho mình ở góc bên trái này, góc bên trái dưới cùng ấy. Trong cái trái thời cung thì anh em sẽ vào phần đổi thưởng để anh em liên kết cái tài khoản ngân hàng vào. Khi muốn được liên kết cái tài khoản ngân hàng ở phần đổi thưởng ấy, thì bắt buộc là khi mà anh em phải liên kết được số điện thoại trước nhá. Anh em phải bắt buộc anh em phải liên kết được số điện thoại trước, sau đó anh em mới có thể là liên kết tài khoản ngân hàng vào được. Cho nên là anh em chú ý mình phải thực hiện đầy đủ các bước này trước khi anh em làm tiền vào anh em chơi, để tránh cái trường hợp là khi mà anh em nạp tiền vào mà bị mất tài khoản còn có thể lấy lại được nhé.
đấy. Và anh em yên tâm là cái tính bảo mật của con này rất là cao. Khi mà anh em đăng nhập thiết bị khác thì nó phải yêu cầu bạn xác nhận từ cái số tài khoản, số điện thoại và anh em đăng ký nữa cơ đấy, chứ không phải thích đăng nhập là đăng nhập được đâu nha. Rồi ok, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách tải con game là Kwin trên điện thoại iPhone rồi ok chưa đấy, thì anh em có thể tải theo đúng cái cách mà mình hướng dẫn nha.